Chào buổi sáng cả mọi người. Hôm nay mấy cha con rủ nhau đi câu nè. Hôm qua thì sáng thì mi sốt, chở đi bác sĩ. Chiều mi bớt sốt cái tới mình. 2 giờ mấy cái bắt đầu là sốt mà mệt mỏi tới chiều tối mới khỏe rồi. Mà sáng nay ra đây thấy thư giãn chút để hồi phục sức khỏe. Na chào mọi người nè con. Cha con quẹo vô cho chỗ này câu ở bên đây. Mấy cha con câu ở khu này, khu nuôi cá công cộng. Này mình để bảng để cho người ta lạ người ta không mới vô người ta câu cái ao của mình. Mình chào mọi người với con. Cha con câu chỗ này nhưng mà hơi ngược nắng nha các bạn. Tại mặt trời đang lên hướng kia đó, hướng đông. Nên tại đây không có biết chỗ nào đặt máy quay cho tốt thì mình câu mấy cha con câu chỗ này luôn. Các bạn thông cảm nha, hơi ngược nắng chút. Cái ao này là ao tự nhiên nha các bạn. Thì mình đi thăm vớn á mà có cá trê đồ á, cá trê cá rô nhỏ rồi mình thả xuống đây nè. Nên câu chắc chắn sẽ có. Cái chỗ này là cái chỗ mình hay nhử mồi á. Lâu lâu có thức ăn thừa mình thả xuống đây. Quá sao con câu được? À, ba làm cho ngắn lại. Dạ dạ, có cây này nhỏ mà con câu được. À, mình cho Na câu cái cần nhỏ. Câu cá rô mình móc trứng kiến cho Na câu. Mi câu cá cá trê luôn. Thải ra phía xa kia chút. Đừng xa quá, gần gần thôi, gần dễ có gì. Nó ăn còn giật. Nhưng dế còn nổi lên trên hả? Kéo lên coi ba coi còn cái cục chì không? À còn, thải mạnh lên. Ủa? Đưa ba coi coi có cục chì không? Mình đang móc mồi cần mi kéo. Mi giật không, chưa dính. Còn để nó kéo lâu nha con, không có chừng cái phao á. Cho kéo lâu lâu đi. Căng hết cái phao ra rồi con giật. Để cái nhợ gần cái. Để cái gì nè, đó. Để nó kéo. Cầm lại thôi ngắn quá con câu không được, đâu có thả ra mồi, đâu có thả ra tới chỗ cá này. Bạn thấy có cá không? Ăn cái mì từ 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 mấy con, để cho nó kéo lúc hết rồi à. Giật mạnh lên. Sấy rồi con, phải giật mạnh ngược lại nha. Móc mồi khác. À, cho mẹ làm gì? Mẹ nấu cho khách ăn có tiền thôi. À, thì để coi câu có câu dính không đã. Để cho nó đút vô sau hết. Đó ha, bên rồi, cái chỗ con có cá nó đánh móng kìa. Con thải lại gần hơi, đừng xa quá con. Để cho nó ăn hết, nó ăn kéo lúc phao luôn con. Con cứ dở cần lên dở xuống hoài, sao nó cá dám ăn cần của con nè. Tại nó bu vô sợ cá không ăn được. Nè cái này nè. Cần mi cá ăn nữa. Nó ăn nữa mi, con ngó chừng phao kìa mi, cá đang ăn kìa mi. Để cho nó kéo lúc phao rồi con giật ngược lại. Giật mạnh ngược lại. Sảy nữa rồi. Phần câu mình nó ăn rồi. Con đầu tiên nè. Nãy giờ mi không giật được, mình giật được.
Bà bỏ vô cái thùng cái này. Nó kẹt không rồi ta. Cái gì kẹt hả? Để ba gỡ ra cho. Nó tự nhiên nó bơi xuống đây luôn. Nó bơi xuống đó hả? Con đang thả Đây con xuống đầu đây tiên mà này. tự nhiên nó bơi xuống đây luôn. Con xuống bự quá. Sẽ sớm buông nước lạnh không được đâu. Ai? Na thì mình móc mồi trứng kiến, nhưng mà na cứ dở lên dở xuống nên nãy giờ cá không ăn được. Mình để một chỗ im, mày với mình thì câu bằng mồi dế. À, cần mình ăn nữa đó, dướng cây. Dạ lên con, dạ lên con, chừng nó tuột. Con đầu tiên của mình, con mở được không, để xuống đất. Mình gỡ cá luôn. Con nạng ngược lên, con đẩy ngược cái lưỡi lên nè, cái lưỡi nè. Ừ, con đẩy lên. Đó, bỏ vô. Na hơi thất vọng vì cái cần câu của Na. Ơi móng tay con dơ quá Na. Nhớ nói ba nói mẹ cắt nha. Hôm nay phải nhắc nha. À, ừ, đất ơi. Người sinh mà móng tay gì ghê quá. Hôm qua tụi con chơi quầy ấy đúng không? Chơi quầy thiền phải không? Đất nó vô móng tay đó. À, cá nó nghe cái mùi tanh của mồi con nó đi lại đó, con thả đó một chút cá nữa. Thế cũng còn cá trê đánh móng phía ngoài này, phải kiếm cái cây đó, quậy quậy cái bùn đó, rồi nó cá trê nó sẽ tập trung lại. Cá trê nó nghe bùi bùn đó con, nó lại nó kiếm thức ăn. Mình dắt miếng trứng kiến mình thả đó để cho có mùi tanh đó lại. Đó, có cá nó ụt ngay cái cần câu của con nào mà nó không ăn nè, cảm thấy chán á. Cần nè cá, ba chỉ cho dịch. Cần ba cá ăn luôn rồi, rồi đứt rồi. Cần mình giật đứt rồi, cái phao nằm rồi. Nàng cũng đỡ chán rồi, giật đứt coi rồi. Ra ba câu nữa không ba? Ừ? Câu, ba vô ba lấy bộ đứt câu khác. Dạ. Ừ? Cái kia kìa nó khó. Đứt câu cá rô của nàng này, thằng sâu rồi chồng. Phải bắt bàn tay mới được các bạn. À, mình lấy bộ lưỡi lên được, lấy cần câu móc vô. Hai đứa làm biếng câu nữa, chán rồi, mới giật con làm biếng. Không phải con làm biếng câu nha, đang ghiền câu mà ba lại đuổi con đi ra. À, đuổi ra hả? Tại chị My cái đội đi ra nội kìa, chút rồi con đi ra nội ai dẫn con đi được. Để ba dẫn ra ngoài đó nha. Hai đứa dẫn nhau ra nội chơi. Chào mọi người, tụi con không chào mọi người. Quay đến nè, quay mặt ra đây. À, ngó chừng xe nha. Dạ, mấy đứa nhỏ ra, còn mình con mình. Kéo.
mình gom 3 cần mình câu chỗ đó luôn. Hai đứa nhỏ ra nội rồi. Mình hạ bớt cái bọng cho chảy bớt nước ra để cá nó gom lại cái dũng ở trong đây. Lưỡi không bén hay sao xảy hoài. Bạn thấy mình thường móc 2 hay 3 con dế không, để cho cái mồi to, cái mùi nó mạnh thì cá dễ kiếm thấy. Bạn bolo rồi chờ kia. Đâu rồi? Đâu rồi? Cá rô dàn trong nước. Mình đổi qua chỗ này mình câu. Đấy, mình câu đằng kia. Mới chở mồi ngang, mình mượn cái thùng mồi á, mình xúc lại mình đổ đây nữa, giữ lại mồi tanh cho cá trê ăn á. Mình mới vừa đổ con cá nó kéo cái cây câu kia vô cái bụi trà kia rồi, đổ này một chút nó tanh nó lại đây hết đó, các bạn thấy không, nó ụt lại liền ha. Mấy hôm rồi hôm nay mới thấy chú báo giăng lưới bên kia nữa kìa. Lúng hay. Móc mồi cái cây mình mới dỡ lên cái cây bị dướng á. Mình móc mồi dính cá. Con này khá to. Cá trê thích mồi tanh, cứ nhử mồi tanh nó lại. Mấy lần trước mình cho ăn cũng vậy. Thức ăn thừa mình đổ xuống nó cũng vậy lại rồi.
đang móc mồi, đang kéo vô lùm cây nữa. Cá rô, cần cá rô dính cá trê rồi, cần cá trê dính cá rô. Rồi xuống luôn. Sáng giờ cũng chưa ăn sáng nữa mà giật đã tay cũng không thấy đói các bạn. Con cá gì nó quậy to. Cái lưỡi này nó đục nhách sao, lưỡi này mình lấy được ở đây, cái lấy được mới cột vô cái cây câu này. Cây câu nãy bị mắc cái chì á, đục quá rỉ sét cho tao đục nhách. Mình cũng chuẩn bị đi vô rồi nha các bạn.
Mình chào các bạn ở đây trước nha. Được nhiều đây cá rồi. Rô rô nữa tụt ra khỏi lưỡi. Thôi giờ mình vô ha, mình chào tất cả mọi người ha, chào các bạn. Giờ mình vô nó đi ăn sáng nè. Thành quả của hôm nay mấy cha con, đấy, ba cha con ha. Con Nami ra nội chơi quá rồi. Bò ra đón mình qua chơi với đứa nhỏ. Nay chị Lon nghỉ, nay có Nai với Mi mà ra nội để mình kêu vô chơi với bò.